Nostradamus dự đoán năm thảm họa không thể tránh khỏi trong năm 2023. Ngày 24 tháng 9, trên mạng Internet, tờ báo Sun Newspaper của nước Anh đưa tin về những dự ngôn của nhà chiêm tinh học người Pháp vào thế kỷ 16 Nostradamus. Thông qua những lý giải của các tín đồ, lời tiên tri cho năm 2023 của Nostradamus có thể phân thành những sự kiện sau. Đại chiến thế giới lần thứ ba, có khả năng là chiến tranh Nga-Ukraine trật tự thế giới mới. Thiên Chúa giáo La Mã sẽ xuất hiện một giáo hoàng mới, giáo hoàng kế nhiệm sẽ vướng vào những vụ bê bối tai tiếng, khiến cho uy danh của tòa thánh Vatican mất hết chẳng còn gì. Thế giới xuất hiện dị tượng lửa trời. Năm đại tai nạn không thể tránh khỏi vào năm 2023. Giống như Trung Quốc có các dự ngôn thôi bối đồ, mai hoa thi và thiêu bính ca. Vào thế kỷ thứ 16, nhà chiêm tinh học người Pháp Nostradamus cũng đã viết ra 6.338 lời tiên đoán, trong đó bao gồm việc thế giới bao giờ sẽ đi đến hồi kết và kết thúc như thế nào. Mặc dù Nostradamus qua đời từ năm 1566, nhưng ông đã viết ra cuốn Các Thế Kỷ để ghi chép lại những dự ngôn về các sự kiện sẽ xảy ra cho đến năm 3797 sau Công Nguyên. Hơn nữa, những dự ngôn này đã nhiều lần nói đúng về các sự kiện lớn xảy ra trong lịch sử thế giới. Ví dụ như cái chết của vị vua Pháp Henry Đệ Nhị, đại cách mạng nước Pháp, cuộc đổi dậy của Hitler, tiền Tổng thống nước Mỹ Robert Kennedy sẽ chết vì bị ám sát, cho đến sự kiện đại hỏa hoạn tại London. Đến nay, năm 2023 đã gần kề, dự ngôn của Nostradamus về thời gian này cũng theo đó thu hút sự chú ý của người dân toàn thế giới. Tổng hợp lại thông tin từ những bài báo của các hãng truyền thông nước ngoài như LAG Bible, Times Now, năm 2023 được dự đoán sẽ có tổng cộng 5 tai nạn lớn phát sinh. Thứ nhất, Đại Thế Chiến Thế Giới lần thứ ba. Nostradamus trong cuốn dự ngôn của mình viết, trong 7 tháng chiến tranh, con người chết vì tội ác. Về nguyên nhân dẫn đến Thế chiến thứ ba, có hai suy đoán được đề xuất. Suy đoán thứ nhất là do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ra tình trạng bất ổn khắp châu Âu, thêm vào đó là sự can thiệp của NATO nên khiến cho xung đột mở rộng. Suy đoán thứ hai là bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan nổ ra ở Đông Á, dẫn đến sự can thiệp của Hoa Kỳ biến nó trở thành một cuộc chiến tranh hạt nhân khủng bố, cuối cùng kích phát chiến tranh thế giới thứ ba. Thứ hai, thế giới xuất hiện dị tượng lửa trời. Nostradamus dự đoán rằng vào năm 2023, một ngọn lửa thánh sẽ xuất hiện trong các cung điện hoàng gia. Ngụ ý rằng thế giới sẽ trải qua một sự thay đổi rõ rệt và một loại trật tự mới sẽ xuất hiện vào thời kỳ cuối của nền văn minh này. Một số người khác lại cho rằng dị tượng này đại biểu cho sự kết thúc của thời đại hoặc sự bắt đầu của một trật tự thế giới mới. Thứ ba, trật tự thế giới mới. Nostradamus đã nói trong lời tiên tri của mình rằng vào năm 2023, hai cường quốc sẽ bắt tay lập ra một liên minh và thành công xây dựng một trật tự thế giới mới. Liên minh mới sẽ hợp tác giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, thậm chí giữa các nhà lãnh đạo nam và các nhà lãnh đạo nữ. Tuy nhiên, tác động của liên minh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Thứ tư, giáo hoàng mới, giáo hoàng Francis, 85 tuổi vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội công giáo, đã giữ chức vụ này hơn 9 năm. Nostradamus dự đoán rằng người kế nhiệm giáo hoàng Francis sẽ tạo ra một số vụ bê bối. Ông chỉ rõ, trong cuộc bức hại cuối cùng của giáo hội La Mã thần thánh, sẽ có người La Mã Peter, người đó sẽ nuôi dưỡng bầy dê của mình trong nhiều khổ nạn, sau đó bảy tòa sơn thành sẽ bị phá hủy, những người thẩm phán đáng sợ sẽ xét xử nhân dân. Thứ năm, một đường ánh sáng trên sao hỏa đang rơi xuống. Nostradamus viết trong cuốn Các Thế Kỷ, một đường ánh sáng trên sao hỏa đang rơi xuống. Các hãng truyền thông hiện nay giải thích câu này là nhân loại có khả năng sẽ đặt chân lên sao hỏa vào năm 2023. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng câu này chỉ mang hàm ý, nhân loại sẽ đạt được bước đột phá lớn quan trọng trong việc bay lên sao hỏa. Nhưng ai cũng biết rằng Elon Musk, người tự xưng là người sao hỏa và là nhà sáng lập ra Tesla, đã tuyên bố rằng ông có ý định đáp xuống sao hỏa vào năm 2029 và thậm chí còn lập ra một kế hoạch di dân lên sao hỏa. Nostradamus dự đoán chính xác ngày qua đời của nữ hoàng Anh Nostradamus đã để lại một lượng lớn những lời tiên tri dưới dạng thơ Quantrain, thể thơ trong đó một khổ hoặc một bài hoàn chỉnh bao gồm bốn dòng xuất hiện trong các bài thơ từ truyền thống của các nền văn minh cổ đại. Những bài thơ quan này đa phần đều tối nghĩa khó hiểu. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, sau khi nữ hoàng Anh Queen Elizabeth II qua đời, giới truyền thông Anh đã đưa tin về một chuyên gia nghiên cứu Nostradamus là Mario Reading. Trong một cuốn sách xuất bản vào năm 2005 với tựa đề Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future, Reading đã chỉ ra rằng, theo cách lý giải của ông, Nostradamus đã tiên tri nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ qua đời vào khoảng năm 2022 ở tuổi 96. Con trai của bà là đệ tam, sau khi lên ngai vàng không lâu sẽ thoái vị, còn ngôi vị của ông ta sẽ được truyền cho một nhân vật thần bí. Thơ quan Tren của Nostradamus cũng giống như những lời tiên tri khác, chỉ sau khi sự việc đã xảy ra, người ta mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của nó, vào những năm 70 của thế kỷ 20, học giả Nhật Bản Sutomu Goto từng tiến hành thống kê và đưa ra kết luận rằng tỷ lệ ứng nghiệm của những lời tiên tri trong các thế kỷ cao tới 99%. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của DKN TV xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.